biểu tình phản đối dự luật đặc khu và thuyết âm mưu. Nhân bàn về câu chuyện các cuộc biểu tình với lý do phản đối luật đặc khu và lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc có nhiều đối tượng hình sự nghiện hút được thuê đi biểu tình. Nhà dân chủ Phạm Chi Dũng cho rằng đã có bàn tay đạo diễn của các vụ biểu tình này và bàn tay đạo diễn đó nằm ở trong nội bộ đảng cầm quyền. Trong cuộc bàn tròn thứ năm của BBC gần đây, Phạm Trí Dũng nêu quan điểm rằng có thể có bàn tay vô hình từ phía lực lượng, công an và chính quyền đã đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình này nhằm lợi dụng lòng yêu nước của người dân, phục vụ cho toàn tính, lợi ích nhóm đối lập. Phạm Trí Dũng nói Cho nên không thể nói là cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 là xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi và yêu sách như lời kêu gọi của giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Nó khác với những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây là từ giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 chống luật đặc khu lại không phải từ giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền. Như vậy thì từ đâu? Bây giờ chúng ta đặt dấu hỏi là từ đâu để thấy rõ rằng nếu như xác định được từ đâu là biết chắc rằng thuyết âm mưu sẽ biến thành hiện thực một cách rất là nhanh chóng. Và thông tin thứ hai mà tôi nói mà tôi nói là tôi nghe được từ một số thông tin sau cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 họ đặt những dấu hỏi đầu tiên còn nghi ngờ nhưng sau đó rất nhiều người đã đồng thuận với nhau rằng việc này phải có bàn tay của công an tại vì từ trước đến giờ không có một cuộc biểu tình nào có thể nổ ra một cách sôi động và với số đông như vậy mà không có bàn tay của công an hoặc không có sự tạo điều kiện gián tiếp của công an nghe quan điểm này của phạm trí dũng có thể thấy phạm trí dũng đã trở thành bậc thầy của thuyết âm um, mưu việc phạm trí dũng cho rằng có bàn tay từ phía chính quyền đạo diễn vụ biểu tình thực chất là một trò đánh bùn sang ao của phạm Chí dũng nhằm đạt được hai mục đích thứ nhất từ chối được vấn đề trách nhiệm của phường dân chủ trong việc lợi dụng kích động sự thiếu hiểu biết của bà con để tiến hành biểu tình gây rối trật tự thứ hai để trách nhiệm và mọi thứ xấu xa về phía chính quyền để hạ uy tín của chính quyền nếu theo thuyết âm mưu này của phạm Chí dũng thì chính công an chính quyền mới phải chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả mà các cuộc biểu tình bạo động gây ra chứ không phải là những tổ chức cá nhân thù địch đứng sau giật dây hay tổ chức biểu tình. Tuy nhiên quan điểm này của Phạm Duy Dũng đã ngay lập tức bị bác bỏ vì không có cơ sở. Thứ nhất, lực lượng công an hay chính quyền không thể nào có chuyện bật đèn xanh cho đám biểu tình bao động để rồi phải căng sức ra dàn quân đối phó với một lũ hung hăng dùng bom xăng đã tảng để tấn công cảnh sát. Thứ hai, chính quyền cũng không thể tự bôi mỡ vào người cho kiến nó cắn với việc đám biểu tình bao vây đập phá trụ sở chính quyền, hủy hoại tài sản thứ ba lực lượng công an đã có bằng chứng rất rõ về việc tổ chức kích động biểu tình của các của các tổ chức cá nhân trong đối thủ địch nhà nước Việt Nam như bộ trưởng công an tô lâm đã khẳng định phần lớn đối tượng tham gia biểu tình gây rối gây rối là đối tượng hình sự trộm cắp nghiện hút được thuê với số tiền từ ba trăm đến bốn trăm nghìn để tiến hành biểu tình và gây rối trong vụ này lực lượng công an đã bắt giữ được một số đối tượng chính trị là thành viên của các tổ chức phản động khủng bố ở hải ngoại tiến hành các hoạt động biểu tình kích động qua đây mới thấy rằng phạm trí dũng đã trở thành bậc thầy hàng đầu của thuyết âm mưu trong làng dân chủ việt, việt nam hiện nay